Dạ vâng, em lại xin mến chào toàn thể các bác nhé. Quay trở lại kênh của Quang Khải Audio. Kênh của bên em thì có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Số điện thoại là 0987 971 020 có nhé. Hôm nay thì là 21 tháng 10. Dư âm của hôm trước thì khả năng tiếng vẫn hơi khản khản tí các bác nhé. Rồi, quay lại chủ đề. Thì hôm nay em có 4 bộ mic Beyer 790. 4 bộ gần như là đẹp trên 90% các bác nhá. Chỉ có cái đầu thu thì nó chồng với nhau à, nó sẽ hơi xước một chút à, nhưng mà cái đầu này nó màu xanh nên nó cũng bị lộ lắm các bác. Đây coi nha, em quay kỹ cho các bác đây. Đấy, mã có 5S các bác nhá. GT259A. GT259A. Đây. Nó bị xước đây. Đấy. Nói chung là hàng bãi thì bảo để mà không xước sát gì thì rất là khó các bạn. Nếu ở bên kia ấy, để trong phòng ấy thì là gần như là không có vết xước đâu. Nhưng mà do vận chuyển hết các bạn, vận chuyển các bạn bảo từ bên kia họ tháo phòng rồi xong bắt đầu lại xếp vào một chỗ xong bắt đầu lại đóng hàng đấy, nó rất nhiều ấy, đâm nó sẽ bị xước là không tránh khỏi rồi. Tay thì gần như là sẽ yên tâm hơn, vì tay ấy, là cái những cái này tay là họ bọc rất là cẩn thận, bọc riêng, đầu thì bọc chung với nhau, đâm ra xước sát thì không tránh khỏi. Và cái mấy bộ này thì em về thì có hai loại tay các bác nhá, nó là tay trơn và tay da cá. Các bác, nhiều bác thì thích tay trơn, có bác thì thích tay da cá. Tay truyền thống là tay trơn rồi. Đấy, đây tay da cá, chung là bộ nào cũng đẹp. Tay da cá, tay trơn đều đẹp hết, nó chỉ khác mỗi cái vỏ các bác nhá. Còn cái chất lượng thì không khác nhau một chút nào luôn. Đấy, em bao chất lượng cho các bác luôn. Bộ nào cũng giống bộ nào, các bác chọn hợp bộ nào thì các bác chọn bộ đấy. Màn của cái dòng này nó nét căng các bác nhá, để em xoay coi. Đấy, các bác nhìn từ xa, các bác nhìn chéo hoặc nhìn trên nhìn xuống dưới. Đấy, màn nó rất là nét luôn. Đấy, càng nét luôn. Đấy, riêng cái dòng 795S này thì các bác không, nhiều bác vẫn hay nhầm nhá, màn của nó màn xanh từ trước đến giờ, riêng 790 dòng 5m này. Đấy, chứ không phải là màn của nó là màn toàn cam các bác nhá. Để em giải thích cho một số bác mà nhiều khi không mua hàng ấy thì không biết được. Đây các bạn, màn nét căng luôn, xanh nét màn từ cái ấy mà nó rất là hút mic các bác nhá. Đây em nói rất là xa nhá. Đây, em cầm này nhưng mà nó vẫn hút. Để cách mồm khoảng tầm 4-5 phân vẫn hát vô tư các bạn, mic rất là nhẹ. Những dòng này côn của côn zin, côn xịn, lập tiếng rất là hay luôn. Đầy đủ gia tốc giữ ngắt nha các bạn nhá. Những dòng này thì không thiếu rồi. Đây, tay của nó vẫn có những cái vết xước nhỏ nhỏ các bạn nhá. Đây tay trơn đấy. Tay da cá thì nó chống xước sẽ tốt hơn, tại vì nó có những rất sần sần này. Đấy. Nhưng mà cái này mà nhiều khi mà xước thì da cá nhìn nó sẽ xấu hơn. Đấy. Còn những cái loại này nếu mà các bác dùng sử dụng thời gian dài ấy, nó mờ nó xước ấy, thì các bác cũng có thể sơn lại. Đấy. Sơn hoặc là dán để can được. Đấy. Còn tay da cá thì các bác mua và các bác dán để can được, nhưng mà không sơn được nhé, không sơn được đâu. Tay da cá thì nó làm kiểu nó khác. Có hai bộ da cá và hai bộ tay trơn rất đẹp. Và cái những bộ này ấy, thì nó là mic đời cao các bác nhá. Đây em quay cho các bác ngày sản xuất và ngày xuất xưởng nhá. Đời rất là cao các bác. Đời có là đời 2022 tháng 12 2022 các bác nhá, thì sang 2023 rồi. Và đây là ngày sản xuất các bác nhá, còn ngày xuất xưởng đây em quay đằng sau cho các bác đây. Đây tháng 6 2023. Đấy, nó sẽ xuất xưởng xong nó sẽ lưu kho ấy. Nếu mà chưa ra được nó sẽ lưu kho mất mấy tháng các bác nhá. Nhưng mà cái đời này thì rất là lành rồi. Đời rất là lành luôn. Và nó sử dụng là 4 hộp sóng. Các bác nhá. Các bác đừng nhầm 4 hộp sóng với những đời thấp nhá. Đây con này mạch đời cao ấy. Bên em cam kết zin cho các bác luôn nhá. Không zin các bác thể trả lại cho bên em. Các bác có thể so sánh những cái mạch mà đời thấp đấy, nó cũng 4 hộp sóng đấy, nhưng mà những con này nó là đời cao đấy, mạch ở vỉ mạch nó khác nhau các nhá, từ cái màu nó cũng khác hơn một tí
đấy, rất là chất lượng luôn. Vẫn là sử dụng chip thì sẽ là gần như là chip giống nhau rồi. Đây, con chip dán này nó hàn 4 pin đây các bác nhá. Đấy, đầu thu thì cũng có con đẹp con xước, không tránh được rồi. Rồi, để em sẽ quay chi tiết thêm cái tay cho các bác nhé. Đây, tháo luôn cái tay con titan này, da cá này. Đấy, cồn xịn coi nhá, cồn quá xịn rồi. Cồn đen, cồn của dòng 790 rồi. Những cồn này thì tiếng thì mẹ những cồn mà màu màu cam ấy, màu cam rồi là nó có mấy loại màu coi nhá. Đấy, thì tiếng rất là hay, đặc trưng của những dòng mic 790 rồi. Dòng này các bác hay làm sự kiện thoải mái nhé, sự kiện rồi là làm hát gia đình, loa kẹo kéo các bác ghép vào là dùng rất là ok. Đây, em sẽ lắp vào xong em thử tiếng mic cho các bác và em báo giá luôn nhá cho các bác. Tay da cá thì bên em bán cho bác cả giá là 2 triệu, bán giá rất là ok con nhá. Bình thường những bộ này phải hơn nhưng mà thôi, em bán cho các bác giá tầm này thì cũng hàng hóa nó cũng hơi chậm các bác nhá. Đấy, tay da cá là 2 triệu này. Và tay trơn thì em bán cho các giá là chỉ chênh nhau 100.000 các bác nhá, 1.900.000. Đấy. Hai cái chênh nhau rất là ít để cho các bác lựa chọn. Đấy. Rồi, em sẽ thử cái tiếng mic trước coi nhá. Tiếng mic con này nhá. 1 2 3 4 4 4 5 6 7 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
Đấy, tép rất là tươi, bát rất là dày. Đấy, rất là nhẹ luôn. Rồi, em xin làm video ngắn gọn tại đây thôi. Bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho kênh bên em nhé. Số điện thoại là 0987 971 020. Đấy. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.